Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, công nghệ video hỗ trợ trọng tài VAR sẽ được áp dụng tại trận đấu giao hữu FIFA Days giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam. Đây là trận đấu giao hữu quốc tế cấp độ Tier 1 nên kết quả sẽ được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Hiện tại đội tuyển Trung Quốc xếp hạng 80 thế giới và đội tuyển Việt Nam xếp hạng 95 thế giới. Do ở hạng thấp hơn đối thủ nên theo công thức tính điểm của FIFA, nếu giành chiến thắng đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng thêm 5,52 điểm. Ngoài ra, ban tổ chức trận đấu cũng tạo điều kiện cho hai đội thử nghiệm nhân sự khi đồng ý cho mỗi đội được quyền thay thế tối đa 6 cầu thủ trong tổng số 3 lần thay người, chưa tính lần thay người trong giờ nghỉ giữa trận. Các hoạt động khác liên quan đến trận đấu tuân thủ theo luật FIFA. Trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào 18h35 phút ngày 10 tháng 10 tới theo giờ Việt Nam trên sân vận động Trung tâm Thể thao Đại Liên, Trung Quốc. Sau 10 ngày cải tạo, mặt cỏ sân vận động Lạch Tray đã sẵn sàng cho mùa giải 2023-2024. Nhìn cận cảnh mặt cỏ của sân vận động Lạch Tray lúc này, khó có mỹ từ nào diễn tả được vẻ đẹp của nó. Lớp cỏ mới phát triển rất tốt, với màu xanh đồng đều và gần như không có thân cỏ chết nào lẫn trong mặt cỏ. Rõ ràng việc chăm sóc mặt cỏ ở sân vận động này quá tốt, xứng đáng là mặt sân tốt nhất tại giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam hiện nay.